Vâng, cảm ơn những thông tin của phóng viên Thanh Tùng. Thưa quý vị, tối qua 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa tổ chức khai mạc lễ hội mùa thu Sapa năm 2024 với chủ đề Sapa mùa vàng và đón nhận bằng di tích danh thắng cấp tỉnh đối với Thác Bạc và đỉnh Phan Xipang. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương của tỉnh, lãnh đạo huyện Mù Căng Chải Yên Bái, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam, các Hoa hậu Á hậu du lịch 2024 cùng đông đảo nhân dân du khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ trung ương và các nghệ sĩ, nghệ nhân các dân tộc thiểu số Sapa. Các tiết mục trong chương trình thể hiện niềm tự hào và khát vọng gìn giữ, bảo tồn các nét đẹp văn hóa truyền thống đa dạng, nhiều màu sắc trong cộng đồng các dân tộc Sapa, để lại ấn tượng cảm xúc khó quên cho hàng nghìn du khách trong và ngoài nước. Đầy màu sắc. Cộng thêm với bài hát của Sapa hôm nay rất là đẹp, mát mẻ. Tôi cảm thấy chương trình và ban tổ chức đã làm rất tốt. Cũng trong đêm khai mạc, thị xã Sapa đã đón nhận bằng di tích danh thắng cấp tỉnh đối với Thác Bạc và đỉnh Phan Xipang. Dự kiến trong dịp này, Sapa sẽ đón trên 120.000 lượt khách du lịch. Hiện tỷ lệ đặt phòng trong ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9 đã được lấp đầy đối với phân khúc khách sạn từ 2 sao trở lên. Phân khúc còn lại đạt khoảng 85%.